số 7 mang thương hiệu CR7, anh sẽ làm nên chuyện hay không? Vào! Và như vậy là bàn thắng trong loạt đá cơn áo đầu tiên đã thuộc về giáo số 3. Và thủ môn của giáo số 10 đã di chuyển ra phía ngoài. Và đối mặt là anh Trương Tiến Trương. Vào! 1-2. Tiếp tục là anh Ba sẽ đối mặt với thủ môn, một cầu thủ hậu vệ rất là chắc chắn. Như anh sẽ làm gì? Vào không? Vào, rất đẹp. 2-1. Minh Đức, cầu thủ số 20, một trong những cầu thủ trụ cột của giải số 10, nhưng đối mặt anh là thủ môn rất là kinh nghiệm. Vào góc A, rất đẹp. Thủ môn đảo người để tăng thêm cái độ đẹp của pha bóng vừa rồi mà thôi. Làm gì? Hóa một con rể của giáo, một cầu thủ con rể của giáo số 3. Anh thi đấu trên sân, anh chạy rất là nhiều, nhưng lần này anh làm gì? Vào không? Vẫn vào. Rất đẹp. Đối mặt, vâng ạ, trọng tài đã nhắc nhở thủ môn không được di chuyển trước lúc các cầu thủ thi đấu. Đúng rồi, được. Như vậy là thủ môn đã đưa bóng được ra ngoài. Một pha bóng rất đẹp của thủ môn đội tuyển giải số 3. Một pha bóng đá bóng rất nhẹ. Nguyên, một cầu thủ trẻ nhất của giải số 3. Anh làm gì? Anh nhìn vào góc A và dứt vào góc B. Vâng, rất đẹp, rất uy lực. Và đây là bàn thắng quan trọng. Nếu như anh Quốc sút bóng ra ngoài thì coi như xong. Và thưa quý vị, như vậy là giáo số 3 đã giành được giải 3, một trong những loạt đá cân não rất đẹp mắt. Và sự ăn mừng của cầu động viên, chúng ta đã biết được giáo số 3 đã giành được giải 3, một trong những giải đấu cũng rất là danh giá. Nhưng quan trọng hơn nữa là chúng ta vừa thắng được giải số 10, một đương kim vô địch của giải năm 2022.